Chào đón quý vị đến với chương trình phỏng vấn cộng đồng của BYN TV 57.3. Kính thưa quý vị, trong những ngày tháng đầu năm 2013 và năm nào cũng vậy, và đặc biệt là trong những cái bản tin thời sự mà BYN TV hầu như ngày nào, tuần nào cũng có về vấn đề mà Biển Đông nổi sóng lên bởi vì cái sự bành trướng và ngang ngược phi lý của Trung Cộng muốn chiếm lãnh hết 90% biển đảo cũng như là vùng biển lân cận của khu vực Biển Đông. Thì trong những ngày tháng đầu năm này thì tất cả đồng hương của chúng ta, những người công dân của Việt Nam Cộng Hòa và đặc biệt là những cô chú trong Hải quân luôn luôn nhớ đến một trận chiến lịch sử và rất oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cụ thể là Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong ngày 19 tháng 1 năm 1974, mà con số liệu mới nhất chúng tôi được biết là 75 người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để mà cố gắng gìn giữ quần đảo Hoàng Sa trước sự xâm chiếm của Tàu Cộng. Thì trong hàng năm cũng như thông lệ thì năm nay Hội Hải quân sẽ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 20 tháng 1 năm 2013 tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Và để gửi đến quý vị những chia sẻ của ban tổ chức và cái ý nghĩa của lễ tưởng niệm tử sĩ này, chúng tôi có mời một số những cô chú trong Hội Hải quân cũng như là trong ban tổ chức của lễ tưởng niệm. Trước hết chúng tôi có ông Đỗ Hữu Huân là hội trưởng của Hội Hải quân cũng như là trưởng ban tổ chức lễ tưởng niệm này. Kế đến chúng tôi có ông Lê Ngọc Đảnh là cũng thành viên của Hội Hải quân và trưởng ban văn nghệ và báo chí. Và thứ ba chúng tôi có ông Nguyễn Ngọc Giang hiện là cố vấn của Hội Hải quân đến để chia sẻ cũng như kêu gọi quý vị và cùng tâm tình quý vị ý nghĩa của lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa. Thì trước hết xin chào quý chú ạ. Xin chào Hương Yên, cũng như xin chào quý khán giả của đài BYN 57.3. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi vào luôn vấn đề. Trước khi mà chúng tôi đặt câu hỏi cho ông Đỗ Hữu Huân là trưởng ban tổ chức cũng như là hội trưởng đó về cái chương trình của cái ngày lễ tưởng niệm, thì chúng tôi có ông Lê Ngọc Đảnh là người mà chúng tôi sẽ đặt câu hỏi về vấn đề khái quát thêm cái trận chiến cái ngày 19 tháng 1 đó, thưa chú Đảnh, nó diễn ra như thế nào và cái bối cảnh lịch sử cũng như là cái lúc đó chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh hùng ra sao ạ? Dạ, kính thưa quý vị, tôi Lê Ngọc Đảnh xin sơ lược về trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Vì vị trí chiến lược quan trọng, vì tài nguyên dồi dào về hải sản và khoáng sản, vì dầu hỏa và khí đốt phong phú của Biển Đông, vì nhu cầu năng lượng và ý đồ tham lam bành trướng, Trung Cộng đã từ lâu có ý định xâm chiếm nước ta, lợi dụng cơ hội Hoa Kỳ rút lui và công hàm công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên quần đảo Hoàng Sa do Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958. Ngày 11 tháng Giêng năm 1974, thình lình Trung Cộng tuyên bố chủ quyền của họ trên quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đã cực lực phản kháng điều đó trước Liên Hiệp Quốc. Ngày 16 tháng Giêng năm 1974, HQ-16 phát hiện tàu Trung Cộng ở vùng biển Hoàng Sa. Ngày 17 và 18 đã có những va chạm giữa HQ-16 và HQ-4 với tàu Trung Cộng. Tàu đánh cá ngụy trang Trung Cộng khiêu khích, bất chấp luật lệ hàng hải, vận chuyển nguy hiểm chặn đường HQ-16, bị neo chiến hạm HQ-16 giật sập tan tành đài chỉ huy. Một chiếc khác bất chấp cảnh báo cản đường HQ-4 bị đụng thiệt hại ngang hông. Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, lúc 7 giờ sáng, HQ-4 đổ bộ 27 chiến sĩ biệt hải lên tái chiếm đảo Quan Hòa, quân Trung Cộng khai hỏa, bắn tử thương Trung úy Đôn, Trung úy Đen và Hạ Sĩ Long. Lúc 10 giờ 25 sáng, chiến hạm ta đã đồng loạt khai hỏa mãnh liệt vào tàu Trung Cộng, bị tấn công thình lình. Sau vài phút ngạc nhiên, quân Trung Cộng đã phản công dữ dội. Tới phút thứ 12, phía Trung Cộng trục lôi hạm T-389 bị trúng đạn, bốc khói mịt mù. Trục lôi hạm T-396 bị trúng đạn vào phòng máy, tay lái bị hư, bất khiển dụng nên cứ quay vòng vòng. Phía ta HQ-10 báo cáo hầm máy bị cháy và ngập nước, hạm trưởng Nguyễn Văn Thà bị trọng thương và sau đó đã tử thương. Hạm phó Nguyễn Thành Trí lên thay thế hạm trưởng chỉ huy dù đang bị trọng thương.
Hàm Hóa Trí đã ra lệnh cho nhân viên đào thoát và sau đó ông đã tử thương. Một số nhân viên đã can trường, tự nguyện ở lại tiếp tục chiến đấu. Điển hình là hạ sĩ vận chuyển Lê Văn Tây và thủy thủ cơ khí Đinh Hoàng Mai đã bắn che cho các đồng đội lên tàu đào thoát và ở lại chết theo tàu. Lòng can đảm và sự hy sinh tận trung báo quốc của họ xứng đáng được tôn vinh là anh hùng liệt sĩ. HQ-10 bị hai tàu tăng viện tuần dương hạm HQ-281 và 282 mới đến, bắn chìm lúc 2 giờ 52 phút, hơn 3 giờ sau khi trận hải chiến chấm dứt. Tổn thất về phía Việt Nam Cộng Hòa: HQ-10 bị chìm, HQ-5, HQ-16, HQ-4 bị trúng đạn nhưng vẫn tự vận chuyển được về căn cứ, 75 chiến sĩ hy sinh và 28 bị thương. Tổn thất phía Trung Cộng: theo tài liệu giáo sư Trần Đại Sĩ điều trần trước đại diện IFA, viết tắt của chữ Institute Franco-Asiatic, ngày 10 tháng Giêng năm 2002 tại Âu Châu, phía Trung Cộng bị tổn thất: hộ tống hạm 274 bị chìm, hộ tống hạm 271 và 20 loại hạm 389 và 396 bị trúng đạn thiệt hại nặng nề, sau đó phải phá hủy. Đô đốc Phương Quang Kính, tư lệnh mặt trận cùng toàn bộ tham mưu chết tại chỗ. Bốn hạm trưởng là Diệp Minh Hải, Triệu Quát, Quang Đức và Dương Kỳ Huy bị tử thương. Về nhân mạng, Trung Quốc bị thiệt hại gấp 3 lần Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Nhận định về hải chiến Hoàng Sa, Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại cho biết phải nổ súng ngay để chứng tỏ hành động của một chủ nhà. Và khi thấy tình hình cũng như cán cân lực lượng bất lợi cho ta, thì chúng ta phải rời khỏi dòng chiến để giảm thiểu thiệt hại và tạo cơ hội cho các thế hệ mai sau còn có bằng cớ để đòi lại các hải đảo bị cưỡng chiếm. Dạ vâng, cảm ơn chú Lê Ngọc Đảnh một chia sẻ rất là chi tiết, và chúng tôi sẽ tiếp tục để hỏi chú Đảnh nữa để mà chú có thêm những tin tức, thông tin gì về trận chiến này thì tiếp tục thì quý vị sẽ được lắng nghe. Và chúng tôi sẽ tí nữa đây chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi ông Nguyễn Ngọc Giang, là một người cố vấn của Hải quân, và chúng tôi được biết là ông cũng là người mà trong cái giai đoạn cuộc chiến đó ông cũng đã có cái nhiều cái sự liên quan về cái chiến trận đó. Nhưng mà chúng tôi quay lại cái chương trình lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa đó mà ông Đỗ Hữu Hưng là trưởng ban tổ chức, thì trước hết đó, Hưng Yên muốn hỏi chú Hưng là cái ý nghĩa của cái lễ tưởng niệm này nó mang ý nghĩa như thế nào? Thưa Hưng Yên cũng như thưa quý khán giả của đài VOAN, là hàng năm cứ vào độ đầu năm Tết Ta đó thì chúng tôi sẽ tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm ngày 19 tháng Giêng để mà nói lên cái tinh thần chiến đấu Hoàng Sa, để tưởng niệm, để ghi ơn, tri ơn 75 anh hùng tử sĩ của Hải quân và Quân lực nước Cộng hòa đã hy sinh đền nợ nước để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, và để cho thế hệ mai sau thấy rằng hải đảo Hoàng Sa là của Việt Nam. Dạ vâng. Về tất cả 17 phương diện, về lịch sử, địa dư và cũng như là về vấn đề pháp lý. Dạ vâng. Và đó là cái điểm mà chúng tôi muốn duy trì và phát huy cái tinh thần chiến đấu Hoàng Sa để ghi ơn và cũng để là tưởng nhớ lại những công ơn của các chiến sĩ hy sinh, và để chứng tỏ rằng Việt Nam Hoàng Sa muôn đời đã thuộc về chủ quyền của Việt Nam. Vâng, cảm ơn chú Đỗ Hữu Hưng, nhưng mà Hưng Yên rất là đồng ý và rất là cảm nhận được cái vấn đề mà chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm tử sĩ không chỉ là ghi ơn mà chúng ta cũng nói với tất cả con em chúng ta là Hoàng Sa, cho dù Trung Quốc đã chiếm trọn rồi nhưng mà nó mãi mãi là một phần đất trong mỗi con người Việt Nam chúng ta, cho dù thế hệ này, thế hệ nào đi chăng nữa thì Hoàng Sa vẫn mãi mãi thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi chú Huân về cái chương trình chi tiết, nhưng mà chúng tôi có ông Nguyễn Ngọc Giang, thì chưa chú Giang là một cái người mà đã trong cái thời gian mà cuộc chiến xảy ra cũng là một sĩ quan trong ngành hải quân, thì thưa chú, cái vấn đề pháp lý đó lúc đó tại sao mà Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa rồi mà Trung Cộng lấy cái cớ gì để nói là thuộc chủ quyền của Trung Quốc ạ? Thưa quý khán giả, theo Nhung Yên thì ý kiến của tôi đó, thì về vấn đề chủ quyền Hoàng Sa thì nếu mà nói thì phải đòi hỏi một thời gian rất là nhiều. Đây tôi chỉ sơ lược nó liên hệ tới những cái điểm nóng bây giờ đó. Dạ vâng. Tức là lời tuyên bố của Phạm Văn Đồng và của phát ngôn viên của Trung Quốc. Dạ vâng. Chứ còn thì
rộng dài quá thì chắc là không có đủ thời gian. Dạ vâng, mời chú ạ. Thì thứ nhất về cái lời tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng, thì theo Hiệp định Geneva 1954 đó, thì phía Nam của vị tuyến 17 là thuộc về chính phủ quốc gia. Dạ vâng. Thế thì trong đó đã gồm có cả đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì ông Phạm Văn Đồng vào cái thời gian đó, tức là năm 1958, ông mới tuyên bố với tư cách là thủ tướng của chính phủ miền Bắc, tức là từ phía Bắc 17 trở lên. Dạ vâng. Thì theo ý kiến của tôi đó, thì cái lời tuyên bố đó không có một cái giá trị pháp lý nào cả, mà nó còn có tính cách là vô lý ở chỗ điểm là không phải đất nước của miền Bắc. Dạ mà vâng. Mới tuyên bố như vậy. Thế nhưng mà cái phần mà gần đây nhất ấy, tức là cũng cách đây trong tuần vừa rồi thôi, thì phát ngôn viên của Trung Quốc có tuyên bố rằng là cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa là vấn đề của Trung Quốc này, không cần bàn cãi. Vậy thì bây giờ tôi chỉ sơ lược một vài cái yếu tố quan trọng thôi. Dạ vâng. Cái thứ nhất ấy, là cái điểm căn bản về yếu tố pháp lý đó, thì sự xác nhận chủ quyền cần có hai yếu tố. Điểm thứ nhất là phải có sự chiếm đóng thực sự. Cái thứ hai là sự chiếm hữu đó phải được thông báo cho tất cả các quốc gia trên thế giới bằng một văn kiện. Do đó cái văn kiện đó, đó là cái chứng từ pháp lý để chứng tỏ rằng cái nước mà họ có cái công tìm kiếm ra những cái phần đất đó là thuộc của họ. Dạ vâng. Thế thì dựa vào cái yếu tố này đó, thì ta đi lật cái mấy cái trang sử, tức là đi tìm kiếm xem là có những cái văn kiện nào để chứng tỏ rằng hai hòn đảo đó thuộc Trung Quốc. Thì theo chúng tôi thì, và có một số anh em bạn chúng tôi cũng đã bỏ công ra đi nghiên cứu ở tất cả những cái văn khố ở trên thế giới này đó, thì thấy rằng không có một cái văn kiện nào mà chứng tỏ rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc cả. Dạ vâng. Thế thì người ta chỉ thấy rằng là từ thế kỷ thứ 15 mà cho tới 1909 thì tất cả những bản đồ có mặt, nghĩa là có lưu trữ tại những văn khố trên thế giới đó, thì đều ghi Hoàng Sa và Trường Sa là của nước An Nam, tức là Việt Nam ta bây giờ. Đó. Thế thì với những cái tài liệu đó thì đã đủ nói lên được một phần nào cái chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo đó. Dạ vâng. Nhưng mà theo cái tài liệu chính của Trung Quốc đó, dạ vâng, thì người ta cũng không tìm kiếm thấy một cái yếu tố nào để chứng tỏ rằng là Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc cả. Dạ vâng. Cảm ơn chú Nguyễn Ngọc Giang. Tí nữa đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục để đề cập thêm về vấn đề mà cũng như là lý luận về vấn đề thời sự và pháp lý, và ông Nguyễn Ngọc Giang sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị. Nhưng mà chúng tôi phải quay lại cái tình hình thời sự, tiếp nối với ông Nguyễn Ngọc Giang đó. Thưa quý vị, là vừa mới đây thôi, không chỉ riêng là thành lập thành phố Tam Sa, không chỉ là đường lưỡi bò chín đoạn, mà mới đây thôi Trung Cộng không chỉ là cái hộ chiếu in hình lưỡi đò hình chín đoạn nữa, mà ngay cả cái bản đồ mới mà Trung Cộng mới đưa ra đó cũng bao gồm hơn 130 đảo, toàn bộ vùng đảo Biển Đông. Thì đó là những hành động mà quá sức ngang ngược và rất là phi pháp của Trung Cộng. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nói rõ đây là máu của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đổ xuống Hoàng Sa, và máu của bộ đội của Cộng sản Việt Nam cũng đã đổ tại Trường Sa. Năm 1988, Trung Cộng đưa quân xâm chiếm một số đảo của quần đảo Trường Sa, gồm có đảo Gạc Ma, đảo Cô Linh, v.v. Thì vừa rồi mới đây, thưa các chú, Cộng sản Việt Nam cũng đã tổ chức cái lễ tưởng niệm tử sĩ Trường Sa ta ngay tại cái quần đảo Trường Sa, ngay chỗ gần cái đảo Gạc Ma cũng như Cô Linh. Thì Hưng Yên không thấy người ta tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã ngã mình vì bảo vệ một phần lãnh hải của Việt Nam. Như vậy thì xin hỏi chú Huân là một trưởng ban tổ chức,
Trong buổi lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa sắp tới là chúng ta tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì chúng ta có tưởng niệm những người bộ đội mà cũng là những người Việt Nam cũng đã hy sinh nằm xuống để bảo vệ cái phần lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của tổ tiên Việt Nam, thì chúng ta có tưởng niệm luôn 64 người lính bộ đội của Việt Nam Cộng sản luôn trong cái buổi lễ tưởng niệm này hay không? Dạ thưa anh Hưng Yên, thưa quý khán giả của đài VN, là trong cái chương trình tưởng niệm hàng năm của hội muốn tổ chức để mà tưởng niệm và vinh danh tất cả các tử sĩ Hoàng Sa đã hy sinh để bảo vệ hòn đảo Hoàng Sa mà thôi. Và tuy rằng còn Trường Sa cũng vẫn là của Việt Nam, nhưng mà trong cái phạm vi của tổ chức, chúng tôi chỉ vinh danh những chiến sĩ của lực lượng Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ toàn lãnh thổ và đặc biệt là giữ vững và để mà bảo vệ cái Hoàng Sa mà thôi. Dạ, vâng. Không có tưởng niệm đến những quân đội cộng sản Bắc Việt. Dạ vâng. Tôi rất là rõ ràng như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chú Đỗ Hữu Hưng, nhưng mà vấn đề này nó hơi tế nhị, nhưng mà chúng tôi cũng muốn phân tích một góc cạnh khác. Kính thưa quý vị, chúng ta tưởng niệm những con người đã nằm xuống vì tổ quốc trong cái chuyện mà chống lại quân Tàu đó. Thưa các chú, cái câu hỏi này Hưng Yên hỏi chung các chú là ở chỗ là Cộng sản Việt Nam tưởng niệm những cái bộ đội của họ, rồi người Việt Nam Cộng Hòa tưởng niệm những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy thì chúng ta có trách rằng là Cộng sản Việt Nam tại sao không tưởng niệm những người cũng nằm xuống để bảo vệ Hoàng Sa? Chúng ta có trách họ như vậy không? Thực sự thì chúng tôi trên cái cương vị của một người lính quân đội Cộng Hòa, chúng tôi đã ra đi vì không chấp nhận cái chế độ đó. Tuy rằng đất nước là cũng thuộc về Việt Nam, nhưng mà khi nào mà Cộng sản Việt Nam vẫn còn ngự trị trên đất Việt Nam thì chúng tôi cũng chấp nhận cái chế độ đó. Tuy rằng về lịch sử chúng tôi rất cũng ngưỡng mộ về cái sự hy sinh chung của người Việt để bảo vệ phần lãnh hải của thiêng liêng của tổ tiên của dân tộc Việt Nam, mà về tư cách mà về mà tưởng niệm và ghi ơn và làm lễ thì chúng tôi không phải có tưởng niệm những người. Dạ vâng. Vấn đề này thì chú Đảnh với chú Giang có cái ý gì trong cái chủ đề mà chúng ta tưởng niệm những người đã ngã xuống chống quân Tàu trong vấn đề Hoàng Sa Trường Sa không ạ? Thì các chú có ý gì thêm không ạ? Mời chú Đảnh ạ. Dạ, tôi vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ những chiến sĩ anh hùng đã dũng cảm tham gia trận chiến Hoàng Sa. Họ đã kiên cường chống lại kẻ thù hung hãn và hùng mạnh gấp bội. Họ đã nêu cao danh dự màu cờ sắc áo của quân chủng hải quân, cũng như làm tròn bổn phận thiêng liêng của người chiến sĩ dù phải hy sinh mạng sống. Điển hình là hai người lính hạ sĩ vận chuyển Lê Văn Tây và thủy thủ cơ khí Đinh Hoàng Mai. Họ đã bắn bao che cho đồng đội đào thoát và họ đã hy sinh vì tổ quốc. Họ xứng đáng là họ được vinh danh là những anh hùng dân tộc. Tôi chỉ có bao nhiêu lời. Dạ vâng, cảm ơn chú. Một câu hỏi cho dành cho Bắc Giang một chút, nó hơi tế nhị. Kính thưa quý vị, thì trong những một số bài báo đó, người ta nói rằng khi một quân Trung Cộng mà đánh chiếm Trường Sa, đảo Gạc Ma đó, thì có một nhiều những chiến sĩ của bộ đội Việt Nam đó, là khi mà đưa súng bắn vào người thiếu tá tên là Phương đó, thì người thiếu tá đó ôm cờ và kêu rằng là quyết tâm phải bảo vệ đảo. Như vậy, cái hành động đó có đáng được ca tụng và có đáng được ghi ơn và có đáng được tưởng niệm không ạ? Thanh Hưng Yên, thì theo ý kiến tôi đó, thì tất cả những người nào mà đứng ra để bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ đều được ngưỡng mộ cả. Dạ vâng, cảm ơn Bắc Giang. Và kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng đặt ra một vấn đề để chúng ta cùng suy ngẫm. Những con người dù ở phía nào, hệ thức ý thức hệ nào, nhưng mà đến quân Tàu và ủng hộ và luôn luôn có cái tâm niệm để bảo vệ trọn vẹn cái lãnh hải của tổ tiên, thì có lẽ chúng ta cũng nên để mà nghĩ tới họ, phải không ạ? Bây giờ thì chúng tôi quay lại cái chương trình chi tiết một chút đó, thì mời chú Đỗ Hữu Hưng chia sẻ cái chương trình đó như thế nào, ngày giờ và địa điểm kỹ càng hơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Hưng Yên là trước cái chương trình tổ chức được dự trù vào tuần tới, tức là tuần này đó, ngày 20 tháng Giêng tại đài tưởng niệm chiến địa Việt Mỹ trên đường Bèo Le, thì chúng tôi dự trù khai mạc đúng 4 giờ chiều. Chương trình mở đầu bằng khai mạc rước quốc thánh quân kỳ, nghi thức chào cờ Việt Mỹ, giây phút mặc niệm để truy điệu đặt vòng hoa, và sau đó là lời chào mừng quan khách, cũng như là lời phát biểu cảm tưởng của một vài khách danh dự, trong đó có Đỗ Đốc Thoại là vị chỉ huy trưởng cựu tư lệnh vùng 1 Duyên Hải và cũng là cựu
Tôi đến chiến trường Hoàng Sa năm 1974. Và sau một phần phát biểu cảm tưởng thì chúng tôi đi vào phần văn tế là tuyên đọc tất cả những 75 tử sĩ Việt Việt Nam quân được năm ngoài đã hy sinh và làm lễ truy điệu rất là trang trọng. Và sau đó là cái phần văn nghệ đấu tranh, cũng có cái sự hợp tác đóng góp của các hội đoàn quân đội trong các bản hợp ca hùng ca cũng nên nêu cao tinh thần chiến đấu Hoàng Sa năm 1974. Và trong song song với vấn đề của chương trình văn nghệ thì chúng tôi có phần ẩm thực nhẹ do Hồ Hải Quân và các thân hữu yểm trợ. Đó là cái chương trình như vậy, chúng tôi dự trù chấm dứt vào lúc 6:30. Cũng khá là cô động phải không ạ? Vâng, chương trình rất là cô động, rất là đơn giản nhưng mà không kém thân phần trang trọng và trang nghiêm của buổi lễ. Dạ vâng, cảm ơn chú Đỗ Hữu Huân. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi tiếp nối với chú Nguyễn Ngọc Giang đó, thì thưa chú Giang là tiếp tục với những cái vấn đề thời sự cũng như là pháp lý nào về vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa mà cần chia sẻ với đồng hương để mà đôi khi chúng ta kích thích cái lòng chủ nghĩa dân tộc trong mỗi con người và yêu cái vùng lãnh hải để mà chúng ta ra tham dự cái buổi lễ tưởng niệm cho thật đông, để mà Cộng sản Việt Nam ở đây thấy rằng là người Việt Nam tại thành phố Houston luôn hướng về cái phần đất quê hương, phần lãnh hải của quê hương Việt Nam mà Cộng sản Việt Nam phải liệu mà lo mà giữ, liệu mà lo mà đối phó với Trung Cộng để mà không có tội với tổ tiên. Mời chú ạ. Vâng, thưa anh Như Nghiên, là như vừa anh vừa em vừa nói về cái vấn đề mà cái hình lưỡi bò đó với lại những cái vấn đề sau này họ đưa ra về cái vấn đề ranh giới đó. Dạ vâng. Thì tôi xin nói một vài chi tiết cho nó rõ. Thì trước năm 1909 á, thì như tôi đã nói rằng là không có cái văn thư giấy tờ nào để chứng tỏ rằng là cái đảo đó thuộc Trung Quốc cả. Nhưng mà sau năm 1909 á, thì Trung Quốc mới vẽ ra những cái hòn đảo hoặc như Hoàng Sa và Trường Sa vào cái ranh giới của họ. Thế thì năm 1947 đó thì họ vẽ ra cái hình lưỡi bò. Ta thường gọi là lưỡi bò, như chính trong sách ấy, thì họ có nói là lưỡi rồng nhưng mà lưỡi bò. Thế rồi năm 1939 đó, thì họ lại vẽ cái ranh giới đó, nó từ Trung Quốc mà lấn xuống mãi tận Indonesia. Dạ vâng. Đó. Thế mà theo như là cái những cái văn thư mà những cái giấy tờ mà để lại tại các văn khố trên thế giới đó thì người ta tìm kiếm thì hoàn toàn là check lại ra thì hoàn toàn là những cái điều mà này là hoàn toàn vẽ về sau này thôi chứ không có giá trị gì cả. Bởi vì như trên tôi đã nói về cái yếu tố pháp lý là cái sự xác nhận chủ quyền là phải có một cái văn thư để thông báo tất cả các nước trên thế giới và không có một cái sự gì tranh cãi. Còn đằng này những cái đảo đó là đã có chủ rồi thì đâu có phải là ai khám phá ra nữa. Người ta có chủ rồi. Dạ vâng. Cảm ơn chú Nguyễn Ngọc Giang. Chúng tôi cũng gần hết giờ nhưng mà chúng tôi lạm dụng thêm nữa. Chúng tôi xin hỏi chú Đảnh là bây giờ đó Hoàng Sa thì Trung Cộng nó chiếm trọn rồi, Trường Sa thì cũng mất một số đảo rồi, thì bây giờ câu hỏi đặt ra làm sao để lấy lại ạ? Thì nếu mà lời khuyên cho Cộng sản Việt Nam làm cái biện pháp gì để lấy lại cái phần lãnh hải thiêng liêng đó thì các chú nghĩ rằng khuyên Cộng sản Việt Nam làm gì bây giờ? Dạ, cái phần đó thì sau khi mà quân Trung Cộng chiếm Hoàng Sa thì Bộ Tư lệnh Hải quân cũng có những kế hoạch để tái chiếm Hoàng Sa. Tuy nhiên rất tiếc là chưa được thi hành thì đã mất nước. Dạ vâng. Trong cái hoàn cảnh hiện tại thì vấn đề quan trọng là chúng ta phải khai thác cái nguồn nội lực dân tộc. Dạ vâng. Người dân có đồng ý, người dân có đoàn kết hay không thì chúng ta mới chiến thắng. Trong lịch sử chúng ta đã biết bao lần nhờ Hội nghị Diên Hồng, nhờ Nguyễn Huệ đã khơi động được cái lòng yêu nước mà toàn dân ta đã nổi lên chống quân Trung Quốc. Cũng như trong bao nhiêu thời gian luôn luôn chống quân xâm lược, dĩ nhiên là chúng ta không trận nào cũng thắng, nhưng mà không thành công thì cũng thành nhân. Dù ông Thạo chết, dù Đinh Hoàng Mai chết, dù Lê Văn Tây chết, nhưng mà cái hào khí của họ vẫn còn đó. Thì bây giờ chính phủ Cộng sản cần phải khơi động cái lòng yêu nước cho người ta biểu tình để mà đoàn kết dân tộc lại, nói lên tiếng nói rằng chúng tôi những người Việt Nam và đó là phần lãnh thổ của chúng tôi sẽ cương quyết đòi lại khi mà họ nhìn thấy rằng chúng ta có ý chí, chúng ta có nghị lực
Và điều đó đã chứng minh qua biết bao nhiêu dân tộc nhỏ hơn, chẳng hạn như người Nhật Bản, họ đã từng chiếm cả nước Trung Hoa mà họ đã thành công. Thì chúng ta trong quá khứ, Nguyễn Huệ đã đánh bạc quân Tôn Sĩ Nghị, Đức Trần Hưng Đạo đã đánh bạc Đức quân Nguyên. Thì không có lý do gì trong thời đại này chúng ta không làm được những điều đó. Chỉ cần một điều là toàn dân đoàn kết. Cảm ơn chú Đảnh. Thì chúng tôi cũng hết giờ rồi. Bây giờ chúng tôi dành cho mỗi chú 30 giây đến 1 phút thôi để mà có điều gì chưa chia sẻ, cũng như lời kêu gọi quý đồng hương và những cựu quân nhân tham dự buổi lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa. Thì trước hết xin mời chú Hưng ạ. Vâng, dạ thưa Nguyễn Thông Nguyên, cũng như thưa quý khán giả của đài BYN. Thì đây là một cái buổi lễ rất là quan trọng để tưởng nhớ ghi ơn tất cả các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa đã liều mạng sống của mình để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Tuy rằng chúng ta không thắng nhưng mà chúng ta đã nói lên được cái tinh thần quyết chiến quyết thắng của Đức Trần Hưng Đạo ngày xưa. Xin kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu các không đồng quân đội, đặc biệt là các niên trưởng và quý chiến hữu trong Hội Hải quân và quý đồng hương bỏ thời giờ đến tham dự với chúng tôi để đốt nén hương, nén nhang để tưởng nhớ những người anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc. Đây là một cái chương trình tuy rằng ngắn gọn nhưng mà rất đầy đủ ý nghĩa, và chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ rất là trang trọng, rất là trang nghiêm trong không khí mùa đông ở thành phố Houston. Hy vọng được thời tiết tuần tới không có mưa và gió như tuần này. Và theo thời tiết tuyên đoán là tuần tới sẽ có nắng và ấm hơn, thì hy vọng sẽ có một số người đông đảo tới tham dự để có lên được cái tinh thần quyết chiến của Hoàng Sa năm xưa. Dạ vâng, cảm ơn chú Hưng. Chú Hưng Yên, mời chú Đảnh có một lời cuối ạ. Dạ, kính thưa quý vị, những anh hùng tử sĩ Hoàng Sa đã xả thân, đã hy sinh vì Tổ quốc, họ xứng đáng với danh dự là anh hùng dân tộc. Kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu và đồng hương cùng đến tham dự ngày tưởng niệm anh hùng tử sĩ Hoàng Sa. Tháng giêng về với đất trời, nhớ người chiến sĩ trọn đời hy sinh. Ngàn năm lưu dấu sử sanh, tận trung báo quốc nên đành xả thân. Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, cháu mời Vũ Giang ạ. Thưa quý vị, ý dân là ý trời. Dạ vâng. Nếu mà chúng ta đoàn kết thì chúng ta sẽ thắng. Và như trước đây, ông cha chúng ta và thế hệ sau này đã phát huy cái tinh thần diên hồng như thế nào, thì bây giờ chúng ta sẽ phát huy cái tinh thần Trường Sa nó mạnh mẽ hơn, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Dạ vâng, cảm ơn các chú. Kính thưa quý vị, Hưng Yên tiếp nối lời của chú Giang. Kính thưa quý vị, rằng trong cái lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa mà Cộng sản Việt Nam tổ Trường Sa mà tử sĩ Cộng sản Việt Nam tổ chức á, Cộng sản Việt Nam không hề dám nói tới quân xâm lược, không hề dám nói tới bọn bành trướng Bắc Kinh, mà chỉ nói là đối phương thôi. Đó là một cái nỗi mà Hưng Yên làm bài tin đó rất là bực tức. Tại sao một kẻ xâm chiếm cái lãnh hải của quê hương, của đất nước, của dân tộc mà lại không dám nói là xâm lược, không dám kêu tên kẻ xâm chiếm đó ra? Mà Hưng Yên lại nhớ lại cái bài mà Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn đó, là nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Coi như là dẫu cho trăm thân này rơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, chúng tôi cũng căm lòng. Có nghĩa là muốn nuốt gan uống máu quân thù. Như mà các vua chẳng Lý Thường Kiệt thì nói rằng là chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Kính thưa quý vị, cha ông đã có những trang sử rất hiển hách, mà ngay cả Thánh Trần Hưng Đạo là ông tổ của ngành hải quân đã làm rạng danh cái vấn đề mà tiêu diệt quân Nguyên Mông 3 lần. Cái những trang sử oai hùng đó, Cộng sản Việt Nam đã không thừa kế và không phát huy khi mà tên quân thù không dám nêu tên, thưa các chú. Cho nên Hưng Yên cũng cầu chúc sao buổi lễ tưởng niệm được thành công và rất đông đồng hương chúng ta đến tham dự để mà nói lên cái tinh thần yêu nước và luôn luôn chống Trung Cộng xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi nhắc lại 4 giờ chiều ngày 20 tháng 1 là Chủ nhật tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Đó là lễ tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa quân lực Việt Nam Cộng Hòa do Hội Hải quân tổ chức. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn chú Đỗ Hữu Huân, chú Lê Ngọc Đảnh và chú Nguyễn Ngọc Giang đã tham gia chương trình hội luận ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.